Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Nghe Nhìn Việt Nam Một vài tuần trước đây thì đứa em gái mình không hiểu sao dạo này nó đang xem phim gì mà nó lại bắt mình cứ phải tặng cho nó một cái tai nghe Thì mình cũng không hiểu nữa tuy nhiên thì mình cũng gọi là chiều nó đi Thì mình đã lựa chọn một chiếc tai nghe dành cho nó Và đây chính là lựa chọn của mình Mẫu tai nghe iFrog Resale Wireless Nhưng tại sao hôm nay mình lại muốn chia sẻ cho các bạn câu chuyện này Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video dưới đây nhá phải chia sẻ thật là ở thời điểm đó mình muốn tìm một chiếc tai nghe nào đó nó rẻ rẻ thôi khoảng tầm 500 nghìn nhưng mà thực sự không tìm thấy và mình đã phải cắn răng một chút đấy, hy sinh thêm vài trăm nữa cụ thể là 900 nghìn uh, khi mà mua mẫu tai nghe iPhone Resale này nhưng mà một tin vui cho các bạn đó chính là ở trong cái thời điểm này từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 này thì mẫu iPhone Resale này nó giảm giá xuống chỉ còn 500 nghìn mà thôi quá buồn luôn chỉ sau mấy tuần thôi là các bạn đã tốn khoảng thêm 400 nghìn nữa rồi vì vậy nếu những ai mà đang tìm kiếm một mẫu tai nghe headphone mà chất lượng thì mình khuyên rằng các bạn nên mua chiếc iFrog này. Đầu tiên thì về thiết kế mình thấy rằng đây là một mẫu tai nghe có thiết kế khá đơn giản. Nó hầu hết là những cái đường cong và nó rất là nhẵn chứ không hề có bất kỳ một cái mặt nào đó nó gồ ghề lên cả. Vì vậy là mình thấy rằng nó không quá hầm hố để cho đứa em gái mình đeo. Tiếp theo đó chính là về thiết kế của nó Nó sử dụng những chất liệu nó rất là thân thiện Ví dụ như cái hit band ở đây Thì nó sử dụng cái chất liệu cao su Vì vậy các bạn có thể tha hồ vặn xoắn như này Mà không hề gặp bất cứ một cái tác động nào Dành chiếc tai nghe này Ở phía dưới này thì nó sẽ sử dụng cái chất liệu gọi là Cao su mềm một chút Thực ra đây là nhựa nhá Tuy nhiên nó được phủ một cái lớp cao su mềm Vì vậy là sờ rất là thích tay Và cái lớp này nó thì nó cũng tránh cho cái việc là nó bám bẩn Mồ hôi quá là nhiều vào đây Lý do tiếp theo mà mình lựa chọn cho đứa em gái mình đó chính là mẫu tai nghe này có tới 4 màu khác nhau, bao gồm là xanh, đỏ, đen và trắng kem. Và mình ở đây thì mình đã lựa chọn cái màu đỏ bởi vì đứa em gái mình thì nó cũng hơi cá tính một chút. Và cái kiểu dáng của mẫu tai nghe iBrock ReSound Wireless này thì mình thấy rằng nó rất là kiểu năng động, nó rất phù hợp dành cho những bạn trẻ như đứa em gái mình chẳng hạn. Ngoài ra thì earpad của mẫu tai nghe này cũng được bọc một cái lớp giả da Lớp giả da này thì nó không cao cấp bằng da thật Tuy nhiên thì nó sẽ đem lại cái độ bề nó tốt hơn Nó không bị bong chóc sau một vài thời gian sử dụng Và cái lực khi mà hai tai nghe này nó ép vào tai thì cũng không quá nhiều Nó không gây đau đầu khi các bạn đeo lâu dài Tay nghe này thì sẽ có ba cái nút điều chỉnh ở đây, bao gồm nút giữa là nút play bao nhạc và nút bên trái là nút tăng âm lượng cũng như là bên phải là nút giảm âm lượng. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn có thêm một cái cổng sạc ở đây nữa. Khá đáng tiếc vì mẫu tai nghe này đã ra mắt năm 2017 vì vậy là nó vẫn sử dụng cái cổng kết nối micro USB nó hơi cũ một chút tuy nhiên thì đây mình nghĩ rằng nó không phải vấn đề quá nhiều mà chúng ta rất dễ dàng có thể tìm kiếm những cái sợi dây kết nối để sạc cho thiết tai nghe này một cách dễ dàng bên cạnh đó thì các bạn vẫn sẽ có thêm một cổng AUX để cắm dây nữa trong trường hợp mà cái chiếc tai nghe này nó hết pin thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó một cách hoàn toàn bình thường mà không cần phải đợi nó sạc lại đây cũng là một điểm lợi thế khác Đó chính là khi các bạn chơi game Đứa em gái mình thì nó cũng hay chơi PUBG Mobile nữa Vì vậy là nó sẽ cắm thẳng trực tiếp cái dây vào đây và cắm vào điện thoại Như vậy thì nó sẽ giảm cái độ trễ âm thanh rất là nhiều so với việc các bạn sử dụng Bluetooth Ngoài ra thì với ba nút điều khiển này thì khi các bạn nhấn giữ vào cái nút tăng âm lượng Thì nó cũng chính là cái việc là bạn chuyển về bài trước Và nhấn phím giảm âm lượng thì nó là next bài Trong khi đó thì khi các bạn nhấn giữ khoảng tầm 3-5 giây ở cái nút play spawn này thì nó sẽ là bật nguồn của tai nghe hoặc là tắt nguồn đi một điểm đặc biệt hơn nữa đó chính là mẫu tai nghe này cũng hỗ trợ tiêu chuẩn bắn nước là IPX2 Vì vậy là đứa em gái mình nó có đeo tai nghe này và đi đạp xe đạp chẳng hạn thì mồ hôi toát ra cũng không thể nào mà làm hỏng chiếc tai nghe này được và nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp cũng như là về độ bền của nó Thực ra thì trước khi mà lựa chọn mua chiếc tai nghe này cho đứa em gái của mình thì mình cũng đã từng trải nghiệm cái tai nghe này rồi và trải nghiệm thực tế của mình đối với chiếc tai nghe này thì mình thấy rằng là cái độ kết nối của nó rất ổn định mặc dù đã ra mắt từ năm 2017 và sử dụng kết nối bluetooth 4.1 khá là cũ rồi tuy nhiên thì chiếc tai nghe này vẫn đem lại cái độ ổn định kể cả khi các bạn kết nối với thiết bị ios hay là android mình đã từng thử nghiệm đó chính là mình để điện thoại trên mặt bàn và đi cách xa khoảng 10 mét thì chiếc tai nghe này vẫn có thể kết nối hoàn toàn bình thường mà không hề bị đứt kết nối một chút nào cả thì đây cũng là một cái điểm cộng rất lớn dành cho mẫu airpods wireless này Bên trong của mẫu tai nghe iProc ReSound này thì sử dụng driver 40mm khá lớn và đáp ứng giải tần từ 20Hz đến 20.000Hz. Điều này thì đem lại cho cái chiếc tai nghe này một cái chất lượng hoàn toàn vượt trội nếu mà so với những cái mẫu tai nghe True Wireless khác trong cùng tầm giá khoảng 500.000. Và đây có thể nói là một trong những mẫu tai nghe mà đem lại chất âm tốt nhất trong cái mức giá 500.000. Bởi vì bản thân nó thì đã là một cái tai nghe có cái chống ồn thụ động rất là tốt rồi lọc đi những cái tiếng ồn bên ngoài khá là nhiều và khi bật nhạc lên nữa thì nó sẽ gần như là không thể nghe được tiếng ồn bên ngoài trong khi đó thì nếu mà ở trong tầm giá này các bạn muốn sở hữu một cái chiếc tai nghe True Wireless mà có chống ồn chủ động chắc chắn điều không thể về chất âm của chiếc tai nghe iPod Resound này thì nó thiên về sự cân bằng và không có giải nào quá vượt trội hơn mà cả ba giải thì đều gần như là ngang nhau bổ sung cho nhau và đem tới âm thanh khá là mượt mà chi tiết bởi vì chiếc tai nghe này thì cũng không có âm trầm quá là sâu vì vậy là các bạn có thể nghe hầu hết các thể loại nhạc mà không hề gặp bất cứ khó khăn gì cả nếu em gái mình thì nó thích nghe nhạc K-pop vì vậy đây là một chiếc tai nghe rất phù hợp cho nó và mình đã cho nó nghe thử và cái feedback của nó đem lại phải nói là nó rất sướng khi mà chiếc tai nghe mới này vừa được anh tặng mà lại còn có chất âm nó mượt mà như vậy. Về mặt sử dụng pin thì như các bạn biết rồi đấy, với một cái tai nghe hit band như thế này thì nó sẽ có lợi thế rất nhiều so với những mẫu tai nghe chua LED về thời lượng pin. Và cụ thể là với chiếc tai nghe này thì có thời lượng pin lên tới 20 giờ thực sự đây là một cái con số nó lớn hơn rất nhiều so với những mẫu tai nghe True Wireless khác nó phải lớn hơn gấp 3 hoặc gấp 2 lần vì vậy đứa em gái mình mình đã hỏi nó trong thời gian vừa rồi nó sử dụng thì khoảng một tuần sử dụng thì nó mới phải sạc lại cái chiếc tai nghe một lần đánh giá chung về mẫu tai nghe AirPods Pro Wireless này thì mình thấy rằng với mức giá trước đó mình mua khoảng 900.000 thì đây thực ra nó không phải là một cái lựa chọn gì đấy nó quá đặc biệt bởi vì là cái chất âm hay là những cái bill của nó trong cái tầm giá 900 000 thì nó cũng không quá nổi trội Tuy nhiên nếu các bạn mua trên Lazada trong ngày từ 27 đến 29 tháng 3 này thì nó chỉ còn mức giá 500 nghìn thôi và đó thì lại là mức giá quá tốt để các bạn sở hữu một mẫu tai nghe như thế này nó vượt trội rất nhiều so với những mẫu tai nghe chua led mà bạn có thể mua trong tầm giá 500 nghìn và nếu các bạn đang quan tâm mẫu tai nghe này và cũng muốn mua để dành cho người thân của mình thì mình sẽ để link ở phía bên dưới để các bạn tham khảo và cũng đừng quên là từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 này thì Lazada đang có chương trình sinh nhật Vì vậy là có rất nhiều những sản phẩm cũng đang sale trên Lazada Mình cũng sẽ để link ở phía bên dưới Mình là Sông Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam